Bình Dương hiện có 79 chi nhánh tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương đang tiếp tục tăng cường quản lý, đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức tín dụng diễn ra an toàn và lành mạnh. Trong đó có việc đảm bảo tín dụng trong thời điểm Tết Nguyên đán 2024. Chỉ còn một tháng nữa, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ đến. Trong thời điểm này, nhu cầu thanh toán ở các tổ chức tín dụng tăng lên đột biến, nhằm đáp ứng nguồn tiền phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, các tổ chức tín dụng đang tổ chức vận hành hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính, đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24/24 giờ và 7/7 ngày. Phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổ chức tốt việc cung cấp dịch vụ thanh toán của hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Cuối năm của Tết Tây nó cũng có khoảng thời gian khá xa nên là các đơn vị cũng có thời gian chuẩn bị cũng như đảm bảo được cái nguồn tiền, các cái chứng từ cũng như là các cái nhu cầu thanh toán. Hiện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương đang tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá, bảo đảm an ninh an toàn kho quỹ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Tăng cường giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống thanh toán và các hệ thống liên quan. Đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong dịp cuối năm và đầu năm. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, nhất là các động lực tăng trưởng và kiên quyết chống việc tiêu cực trong cung ứng tín dụng. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lợi ích nhóm, việc sở hữu chéo. Trong những tháng đầu năm của 2024, thì ngân hàng cũng đã ban hành số cái chính sách khuyến khích cũng như là hạ lãi suất, đưa ra nhiều cái gói ưu đãi nhằm phục vụ kịp thời đến nhu cầu vốn của khách hàng bổ sung vốn kinh doanh nhân dịp trước Tết Nguyên đán. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã đưa ra nhiều cái giải pháp cũng như là tinh giản các cái bước cũng như là thúc đẩy quá trình hướng đến nhanh gọn để đáp ứng được cái nguồn vốn kịp thời cho khách hàng. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 1436 về bảo đảm hoạt động thanh toán của hệ thống các tổ chức tín dụng. Với sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương đã yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu về giao dịch, thanh toán và chi trả hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong những ngày gần Tết Nguyên đán năm 2024.